Trong nét văn hóa và tâm linh của một số dân tộc, chó là động vật thân thiết, gắn bó từ rất lâu đời với người chủ nói riêng và con người nói chung. Những đức tính của chó được tôn vinh như là trung thành, thông minh, quan tâm đến chủ. Nó là một người bạn gần gũi con người, chó canh gác nhà cửa, thậm chí có nơi chó được thờ cúng tại các đền thờ, miếu mạo. Chúng ta thì đều biết rằng là chó thích cho vào trong mồm hầu hết mọi thứ mà chúng nhìn thấy. Tuy nhiên, một số chú chó lại thích nuốt những gì mà nó đang chơi vào trong bụng. Và hãy cùng mình đến với những thứ kỳ lạ nhất tìm thấy trong bụng chú chó. Chú chó nuốt chừng 43 chiếc tất vào bụng. Sau khi phát hiện chú chó 3 tuổi sống Greden có biểu hiện nôn ọe và rên rỉ không ngừng trong vài tuần, chủ nhân của chú chó đưa nó tới một trạm cấp cứu thú y Dubois, thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ để khám bệnh. Tại đây, các bác sĩ đã tìm thấy hàng chục chiếc tất đang nằm gọn trong dạ dày của chú chó. Kết quả chụp X-quang cho thấy trong dạ dày của chú chó Greden có một số lượng lớn dị vật. Các bác sĩ nghi ngờ chú chó này ăn tất của chủ nhân khi đói miệng. Phải mất tới hơn 2 tiếng đồng hồ phẫu thuật, họ mới gắp bỏ được tổng cộng 43 chiếc tất ra khỏi dạ dày con vật. Ngoài ra, thì các bác sĩ còn tìm thấy một vật có hình dạng như gót giày thì cũng bị nó nuốt phải. Nguồn tin từ trạm thú y cho biết, trường hợp mắc kẹt dị vật này thật là kinh khủng. Trong suốt nhiều năm ở trong nghề, chưa giờ viện gặp phải ca như vậy. Sau đó thì ca phẫu thuật đã thành công, chú chó đang trong quá trình hồi phục sức khỏe của mình. Danh tính của chú chó cũng như chủ nhân không được trạm thú y Dubois tiết lộ. Chú chó nuốt phải kim cương 20.000 đô. Ông chủ George Kerman đưa con vật cưng Soli tới cửa hàng trang sức của ông ở Rockville, tiểu bang Maryland, Mỹ mỗi ngày. Sự cố này xảy ra vào cuối tháng 1 năm 2010 khi ông và đối tác Robert đang gặp gỡ một người buôn bán kim cương và ngắm nghía viên đá quý. Đột nhiên thì viên kim cương Baccarat trị giá 20.000 đô la Mỹ đột nhiên lăn ở trên sàn nhà và thẳng tiến tới chỗ chú chó Soli. Trước khi mà ba người kịp chụp lại, con chó đã xơi gọn viên đá. Soli nhanh chóng được đưa tới chỗ bác sĩ thú y. Vị bác sĩ khẳng định viên kim cương sẽ được chú chó thải ra. Bởi vậy ông chủ George phải mất tới 3 ngày lo lắng chờ đợi viên đá qua song sắt cựu chó. Ông chia sẻ trên Fox News: "Mỗi sáng và tối, chúng tôi phải đến để thu thập lại chất thải và phân loại tìm kiếm. Thật là chẳng thú vị chút nào, nhưng bạn cần làm điều phải làm." Sự kiên nhẫn của ông chủ quầy trang sức cuối cùng cũng được đền đáp. George đã tìm thấy viên kim cương, rửa sạch và gửi trả lại cho người lái buôn. Chú chó nuốt nhận đính hôn của chủ nhân. Brody, một chú chó con giống Labrador đến từ West Lothian, Scotland, khiến chủ nhân bị sốc khi đã nuốt trọn chứng nhận đính hôn. Con chó được đưa đến một cơ sở thú y ở Whitburn để tháo nhẫn, làm sạch và trả lại cho chủ nhân. Tuy nhiên là các bác sĩ thú y còn bị sốc khi phát hiện ra nhiều hơn thế nữa, không chỉ ở một chiếc nhẫn trong bụng con vật. Sau khi chú chó nhỏ được tiêm thuốc để nôn ra bữa sáng, bác sĩ thú y phát hiện ra nó cũng đã nuốt một đồng nam xu. Bệnh viện thú y Ethan đã đăng lên Facebook: "Đây thì là một câu chuyện với một chiếc nhẫn. Chú chó con Brody giống Labrador nghịch ngợm đã đến thăm chúng tôi gần đây sau khi mà ăn nhận đính hôn chủ nhân. Bác sĩ Laura tiêm thuốc và khiến nó đổ bệnh rồi nôn ra bữa sáng. Một đồng nam xu và cả chiếc nhẫn. Lúc này thì trông nó có vẻ hơi tội lỗi nha." Chú chó ho ra nhận cưới kim cương. Lloyd McCorkey sinh sống ở Wisconsin, một thành phố nhỏ miền trung Tây Hoa Kỳ, đã bị mất chiếc nhẫn cưới bằng kim cương cách đây 5 năm. Sau nhiều lần tìm kiếm bằng mọi cách, cuối cùng cô phải chấp nhận rằng nó thật sự đã mất. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời, khi mà Tucker, con chó nổi tiếng thích gặm mà nuốt tất cả mọi thứ mà nó bị cấm, bỗng mắc nghẹn. Nhưng mọi khi Tucker đang chơi đùa với một miếng gỗ và muốn nuốt nó vào bụng thì chú ta nghẹn ở cổ. Sau một hồi cố gắng phun nó ra khỏi miệng, Tucker cũng phun luôn một vài thứ khác. Makoki vừa lau dọn, vừa la mắng chú chó thì bất ngờ phát hiện ra một vật lấp lánh trong mờ hỗn độn. Cô không thể nào tin mắt mình khi nhận ra đó chính là chiếc nhẫn cưới đã mất tích của mình. Tucker là con chó mà Makoki đã nuôi trong nhà, chú được 10 tuổi và vô cùng nghịch ngợm. "Tôi bất ngờ và hạnh phúc quá, không thể tin được là Tucker đã nuốt mất chiếc nhẫn và 5 năm qua nó vẫn nằm yên trong bụng Tucker, để rồi xuất hiện một cách không thể nào tưởng tượng được." Sự việc kỳ lạ này thu hút rất nhiều hàng xóm và bạn bè của Makoki đến nhà cô để tận mắt chứng kiến chiếc nhẫn quý giá đã được tìm lại. Ăn 12 cái áo ngực cỡ to. Cô chó Molly rồng Rottweiler có khẩu vị rất lạ lùng, đồ lót cỡ lớn. Molly thì cứ tiếp tục ăn thứ đó đến khi bắt đầu không thể ăn thức ăn cho chó và rồi sút cân. Molly sau đó bị phát hiện là đã ngốn 12 cái áo ngực.
chủ nhân Molly không có tiền chi trả phẫu thuật và bị mất quyền nuôi Molly. Hiện tại chú đã khỏe lại và đang hy vọng là một anh chủ tốt bụng sẽ nuôi nó. Mốt 19 núm vú giả. Sau khi mình chứng kiến chú chó giống boxer tên là Bone nôn ra một núm vú giả, gia đình nuôi chú bắt đầu để ý rằng rất nhiều thứ cứ dần dần biến mất. Khi mà Bone có vài thay đổi lạ, họ đưa chú đến bác sĩ. Chiếc máy nội soi đã làm sáng tỏ vấn đề và chú chó được phẫu thuật để lấy ra tận 19 núm vú giả trong bụng. Bone đã hồi phục và gia đình chú hoàn lại cho chú cai sữa hoàn toàn kể từ đó. Chú cún nghiện ăn đồ chơi. Chú cún rớt của anh Anthony sống tại thành phố Stoke-on-Trent, nước Anh, có sở thích khá là kỳ lạ, ăn đồ chơi. Em này đã suýt mất mạng 2 lần sau khi nuốt phải 3 quả bóng cao su, 2 quả bóng tennis và cả dép đồ chơi. Anh Anthony chia sẻ, lần đầu tiên anh phát hiện ra thói quen nuốt đồ vật nguy hiểm của rớt là khi em ấy bị nôn mửa và tiêu chảy. Ban đầu thì bác sĩ tại bệnh viện thú y địa phương cho rằng chú cún có một khối u dạ dày. Tuy nhiên chỉ đến khi chụp X-quang, họ mới phát hiện ra vật thể lạ trong cơ thể. Đó thì là 2 quả bóng tennis và 3 quả bóng cao su. Anh Anthony cho biết, trước đây tôi nghĩ rằng rớt một sức khỏe khá là tốt. Nhưng rồi nó bỗng bị ốm và sụt cân do không thể ăn bất cứ thứ gì nữa. Khi mang nó đi khám, tôi mới biết được nguyên nhân là vì dạ dày của nó đang bị chặn lại bởi các quả bóng. Chúng tôi thì khá là sốc khi phát hiện ra vật cứng như mụn rớt là gì. Nhưng thật may tình hình đã không trở nên nghiêm trọng hơn. Các bác sĩ đã phải thực hiện ca phẫu thuật để lấy những quả bóng ra ngoài. Bác sĩ thú y Duncan Senior nói, chúng tôi cho rằng rớt có thể bị bệnh nặng. Vì vậy, chúng tôi đã sắp xếp một loạt xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây ra cái triệu chứng của nó. Nhưng hóa ra, đó chỉ lại là những quả bóng. Chú chó đã ở trong một tình trạng rất là nghiêm trọng. Nếu những quả bóng ở trong dạ dày lâu hơn nữa, nó có thể đã tử vong. Mới đây, rớt lại phải tiếp tục vào bệnh viện vì nuốt phải một chiếc dép đồ chơi. Anh Anthony nói, chúng tôi đang ngồi phòng khách thì chưa nhận thấy là chú chó đang liếm mép. Nó vừa nuốt một chiếc dép đồ chơi. Nó thì vẫn ngồi đó rất thoải mái, còn tôi thì phải gọi điện cho bác sĩ thú y ngay lập tức. Thật may mắn cho chú cún, lần này em đã không phải thực hiện ca phẫu thuật. Các bác sĩ thì đã dùng kẹp để lấy chiếc dép ra khỏi dạ dày chú cún. Sở thích ăn uống khác thường của chú chó rớt được gọi là hội chứng Pica. Đối với con người, họ có thể ăn bóng đen, bọt biển hay thậm chí là than đá. Chó thì thường sử dụng mũi để khám phá đối tượng và ăn chúng. Nhưng mà đôi khi chúng bị nhầm lẫn và nuốt phải những đồ vật nguy hiểm nhất. Nuốt trọn xiên thịt lợn nướng. Một chú chó 4 tuổi tên là Sadie ở Anh đã nuốt chừng một que xiên đầy thịt lợn nướng mà chủ nhân không hề hay biết. Tuy nhiên là khi Sadie bắt đầu nôn mửa, những người chủ mới hốt hoảng đưa Sadie đến trạm thú y, nơi các bác sĩ phải phẫu thuật để lấy que xiên ra ngoài. Bây giờ thì Sadie đã khỏe lại, nhưng chủ nhân của nó được một bài học nhớ đời về việc không nên để thú cưng của mình ở gần chỗ nướng thịt. Nuốt 5 con vịt nhựa. Trong khi mà tắm cho con trai, một người phụ nữ phát hiện chú chó cưng tên là Wolf lẻn vào phòng tắm, vầy nước ở trong bồn và tạo vào bụng một con vịt nhựa. Đây không phải là lần đầu tiên chú làm như vậy. Sau khi đưa đi chụp X-quang và phẫu thuật, người chủ tìm ra toàn bộ số vịt nhựa bị mất bấy lâu nay. Wolf đã lén lút nuốt thành công 5 con vịt nhựa, kèm theo vài miếng đồ chơi khác nữa. Và đến đây thì lại hết rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe Taka ngay lập tức nhé.